возвышай свой голос к небесам. Народ Божий, славь Его. Бог мой путь превознесен. Ты зажег свет в моей жизни. Я оправдан и прощен. О, Иисус, Ты мой Спаситель. С небес на землю сошел, нам путь открыл. Своей жертвой на кресте нас искупил. Был чудесно воскрешен и вознесся над землей. Бог мой путь превознесет. Аллилуйя! Lòng vui sướng chưa toàn con, Ngài đã đến để đem ơn cứu con. Chúa nghe đến thế gian tìm con, thế gian tìm con. Nơi cái gỗ Chúa đã chuyển thay, chết hay cho con. Nơi hai tôi Chúa đã phục sinh, vinh quang Chúa đang chiếm thiên hoàng. Thật ra Chúa đã được tôn ca. Нам путь открыл, своей жертвой на кресте нас искупил. Был чудесно воскрешен и вознесся над землей. Бог мой путь превознесет. Славь Его! All night, all night, all night, all night, all night, all night, all night.
Много раз я задан вопрос. Nhiều lần tôi đã đặt câu hỏi. Почему русский язык очень сложный? Tại sao tiếng Nga khó thế? А почему русский так простой? Và nhưng mà người Nga thì họ rất là đơn sơ. А русские очень простые. Người Nga họ rất là đơn sơ. Но русский язык очень tiếng Nga сложный. Thật là phức tạp. Помню 24 года назад. Tôi nhớ trước đây 24 năm. Приехал в Москву. Tôi đã đến Москва. Они в Вьетнаме учили меня. Ở bên Việt Nam họ dạy tôi rằng. Русский язык очень плохо. Họ dạy tiếng Nga tôi làm ở Việt Nam. Сложный. Họ nói rằng là tiếng Nga rất là khó. Поэтому куда ты идешь? Và anh sẽ đi đâu á? Всегда с собой словарь. Thì là hãy đem quyển từ điển theo mình. Вот каждое слово русский сказал. Và mỗi лời mà người Nga nói với tôi. Надо открывать словарь и смотреть. Cái từ điển ra. Ты будет быстро научить говорить по-русски. Và qua đó người ta nói tôi sẽ học tiếng Nga rất là nhanh. Мне нужна улица Горького. Và tôi đáng lẽ tôi tìm đến thành đường phố Горки. Я вышел от метро. Tôi từ метро tôi bước lên. Но я не знал, это улица Горького или нет. Tôi không biết là tôi đã đến đường phố Горки chưa. В Вьетнаме учили меня, что милиция самые честные люди. Và ở Việt Nam người ta nói rằng là công an Nga đấy, họ là người hiền lành nhất. Да, все обманывают, но милиция никогда не обманывает. Ai cũng lừa dối hết, nhưng mà người công an Nga đấy không bao giờ lừa dối. Вот поэтому я подошел к одному милиционеру. Tôi gặp một người ông công an, tôi đặt câu hỏi rằng. Товарищ, милиция это улица Горького? Đồng chí ơi, phải đây là đường Горки không? Он сказал, ага. Ông đã trả lời tôi là, ага. Я открыл словарь. Tôi dỡ ra từ điển. А нет слова, ага. Không từ, ага, trong đó. Но мне стыдно задать второй вопрос. Nhưng mà tôi rất là xấu hổ, phải hỏi lại. А я отошел. Tôi bỏ đi. И встретить другому tôi милицию. Gặp một người công an khác. Задан вопрос. Tôi đặt câu hỏi như vậy. Товарищ милиция. Đồng chí công an ơi. Это улица Горького? Phải đây là đường Горки không? Он сказал, да. Ông nói là đúng. Я сказал, да. Tôi hỏi là đúng à? А что такое слово ага? И tôi hỏi ông là chứ cái ага là cái từ gì đấy? Он сказал мне, что а это человек он неграмотный. Cái sao ông công an này giải thích rằng là à cái ông kia trả lời ага là kiểu mà không có. Не культурный. Không có. Не культурный, không lịch sự. Không lịch sự. А я задал ему вопрос. Và tôi đặt cho ông công an câu hỏi. А вы сильный культурный? Chứ anh rất là lịch sự phải không? Он сказал, ага. Ông bảo là, ага. Поэтому, если вы уже знаете, русский язык очень сложный. Chính vì vậy, nếu mà anh chị em biết rằng là tiếng Nga rất là khó. Поэтому, когда я проповедовал по-русски. Thì vậy, khi mà tôi giảng bằng tiếng Nga. Просто скажи, ага. Anh chị em hãy nói là, ага. Чтобы я знал, что это правильно, я сказал. Tôi sẽ biết rằng là, ага, đó là đúng. Ага. Да, наш Бог чудесный. Đức Chúa Trời chúng ta tuyệt vời. Pastor Valera сказал, Chan, мы уже один год здесь. Mục sư Valera nói rằng là, Mục sư Hùng ơi, chúng tôi đây được năm sống với nhau rồi đấy. Так хорошо мы вместе. Thật là phước hạnh, thật là tuyệt vời sống với nhau. Друзья мои, это не просто так. Các anh chị em ơi, không phải đơn giản như vậy đâu. Это действительно чудеса. Nhưng mà đó là thật sự là một phép lạ từ Đức Chúa Trời. Они говорят, что два женщины с одной уткой. Người ta nói rằng có lời nói rằng là hai phụ nữ và một con vịt. Это стан базар. Thành một cái chợ. Всегда конфликт. Luôn có vấn đề. Даже один человек сидит в одной комнате. Thậm chí một người ở trong một phòng. Он все равно нашел проблему. Cũng tìm ra một cái vấn đề. С кем-то драться. Với cái gì, với ai đó. Но два церкви. Nhưng mà hai hội thánh khác nhau. Один Господь. Nhưng mà có một Đức Chúa Trời. Одна вера. Một niềm tin. Одна кровь. Một cái thập tự. Мы собираемся здесь. Chúng ta họp lại đây. Один год. Rồi một năм rồi. Любовь Бога Отца. Nhưng mà tình yêu của Đức Chúa Trời Cha. Благодать Иисуса Христа. Ân điển của Jesus Christ. И общение со Святым Духом. Và sự thông công với Đức Thánh Linh. Всегда с нами. Luôn luôn ở cùng chúng ta. Это Бог сделал. Đây là Chúa ngài это làm. Это человек. Không phải con người. Но это есть Бог. Nhưng mà Đức Chúa Trời. Если кто-то задан вопрос. Nếu có ai hỏi rằng. Бог есть или нет? Có Đức Trời không? Приходи сюда. Thì hãy dẫn người đó đến đây. Увидишь, это адрес Бога. Và sẽ nhìn thấy ở đây có Đức Chúa Trời. Наш Бог здесь. Vì Đức Chúa Trời ở tại đây. Он живой. Ngài sống. Он есть. Ông có ở đây. Hallelujah.
50 лет назад. 50 năm trước đây. Один человек русский. Có một người Nga. Он первый раз в космосе. Ông đã bay lần đầu tiên vào vũ trụ. Его зовут Юрий Гагарин. А, đây là ông Gagarin. И после этого он вернулся на Землю. Sau đó ông đã quay lại trái đất. Корреспондентам задали ему вопрос. Những người phóng viên đã có hỏi rằng. Товарищ Юрий Гагарин. Đồng chí Gagarin. А вы там видели Бога? Ở trên không gian, anh có nhìn thấy Đức Chúa Trời không? Он сказал, Бога я не видел там. Và anh đã trả lời rằng là tôi không nhìn thấy chứ. И он сказал, Chúa что đấy. Бога нет. Thật ra không có Đức Chúa Trời. Первая страница газету «Следующие дни». Ngày hôm sau, cái tờ báo, cái trang đầu tiên của tờ báo điền rằng. Они печат слово Юрий Гагарин. Lời nói của ông Гагарин. Бога нет. Không có Đức Chúa Trời. Но они утаили один вопрос. Nhưng mà họ đã bỏ mất một cái câu hỏi. Которая одна женщина западная дала ему вопрос. Mà một phóng viên từ bên Tây phương sang và đặt câu hỏi. Господин Гагарин. Đồng chí Gagarin. Вы знаете, почему вы не видели Бога? Chứ anh có biết vì sao anh không nhìn thấy được Đức Chúa Trời không? Он сказал нет. Và ông đã trả lời là không. Она сказала, что Библия моя сказала так. Và cái phụ nữ trả lời rằng là kinh thánh của tôi. Чистое сердце Бога узрят. Là nhìn thấy Đức Chúa Trời. Tâm lòng trong sạch sẽ nhìn thấy được Đức Chúa Trời. Amen. Hallelujah. В нашей жизни то же самое. Cũng như vậy, trong cuộc sống chúng ta. Если вы что-то внимательно смотрите. Nếu mà anh chị em nhìn chăm chú vào cái gì. Если вы внимание искать. Nếu mà anh chị em chăm chú mà tìm kiếm. Вы всегда видите. Sẽ luôn tìm thấy được. Если вы хотите купить Toyota машину. Nếu mà anh chị em muốn mua một chiếc xe Toyota. Вы видели так много Toyota в Берлине. Thì lần anh chị em thấy trên đường phố thật là nhiều xe Toyota. Если вы хотите купить дача. Nếu mà anh chị em nhìn thấy xe Dacia. Это автомобиль дача. Вы видели так много машин Dacia. Thì lúc đó anh chị em đi phố sẽ nhìn thấy rất là nhiều xe Dacia chạy. Но если вы не хотят видеть Бога. Nhưng mà nếu mà anh chị em không có muốn nhìn thấy Đức Chúa Trời. Бог никогда не показат нам. Thì Chúa ngài sẽ không bày tỏ ra cho anh chị em đâu. Amen. 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 Скажи соседу, наш Бог здесь. Chúa ngài ở đây. Hallelujah. У вас с собой Библия? Anh chị em có mang kinh thánh theo không? Слава Богу. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Эта Библия это не сказка. Đây là kinh thánh chứ không phải là một cái cổ tích. Это не сказка. Không phải chuyện cổ tích. Сказка всегда начинает. Chuyện cổ tích nó bắt đầu. Давным-давно. Quên rồi. Ngày xưa. Всегда так. Luôn bắt đầu với lại ngày xưa, ngày xưa. Давным-давно. Ngày xưa. Но наша Библия. Nhưng mà kinh thánh chúng ta. Это не сказка. Không phải là chuyện cổ tích đâu. Сразу первое слово. Ngay cái từ đầu tiên. Наш Бог сказал. Để rằng là Đức Chúa Trời phán. В начале. Ban đầu. Есть Бог. Có Đức Chúa Trời. Бог сотворил небо и землю. Đức Chúa Trời đã tạo dựng trái đất và в начале. Trời và đất. Ban đầu. Это слово как закон. Đây là như là một cái định luật. Это слово как Асару сказал. Это я сказал. Асару là ai? Vua phán. Đây là như là vua phán và nó thành như vậy. Nó là định luật. Однажды я беседовал с одним математиком. Có một lần tôi đã tranh luận với một người nhà toán học. Nhà toán học. Она сказала, я не смогла верить Бога. Và người đó nói rằng là tôi không tin được vào Đức Chúa Trời. Я человек научный. Tôi là một người mà lý trí. Поэтому трудно верить Бога. Thật ra khó tin vào Đức Chúa Trời lắm. Я сказал, вы сказали, вы научный. Tôi nói rằng là bà nghĩ rằng là bà nói rằng là bà là một người lý trí hả? Là người khoa học. Khoa học. А вы сказали мне, что вы математик. Và bà thì là là người toán học. Là người toán học. Вы знаете, что все математики? Nhưng mà bà biết không, những người toán học. У них сильно иметь вера. Họ cần nhiều đức tin lắm. Они должны верить много аксиомы.
Họ cần tin vào những cái tin đề. Tin đề. Những bạn tin vào những cái tin đề. Axioma. Например, один плюс один стал два. Một cộng một là hai. Это не может доказать. Đấy chúng ta không chứng minh được. И даже не надо доказывать. Cũng không cần chứng minh. Это как закон. Đây là như là một cái định luật. Это как аксиома. Đây là như là một cái tin đề. Поэтому наш Бог дал аксиому. Chúa ngài ban chúng ta những cái tin đề như vậy. В начале. Ban đầu. Бог. Đức Chúa Trời. Создал. Tạo dựng. Сотворил. Tạo dựng. Небо и землю. Trời và đất. Amen. Amen. Hallelujah. Когда я смотрел слово сотворит, khi mà tôi nghiên cứu về cái từ tạo dựng, и я смотрел на слово строит, và tôi nghiên cứu cái từ xây dựng, xây dựng, два слова очень разные. Hai cái từ khác nhau. У нас нету способность сотворить. Là chúng ta không có khả năng tạo dựng. У нас есть способность строить. Chúng ta có khả năng xây dựng. Сотворит. Nhưng mà tạo dựng. Это значит иметь способность. Có nghĩa là có cái khả năng. Делать из ничто. Làm từ không có gì. Стал что-то. Thành cái có gì. А строить. Mà xây dựng. Это из что. Là làm từ cái gì đó. Стал что. Thành cái gì đó. Из бетон. Từ bê tông. Железо. Từ сắt. Стал здание. Thành một cái tòa nhà. Но наш Бог. Nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta. Он сотворил. Ngài đã tạo dựng. Из ничего. Từ không có cái gì. Стал что-то. Thành cái gì đấy. Поэтому он есть Бог. Vì vậy Ngài là Đức Chúa Trời. Мы не имеем способность сотворить. Chúng ta không tạo dựng được. Потому что мы не Бог. Tại vì chúng ta không phải là Đức Chúa Trời. Наш Бог. Đức Chúa Trời. Бог великий. Là Đức Chúa Trời vĩ đại. Наш Бог, Бог творец. Đức Chúa Trời sáng tạo. Он премудрости очень. Ngài cao hơn cái sự khôn ngoan nữa. Я всегда раньше, чем жена пускает в улицу 15 минут, чтобы убирать снег от машины. Tôi phải xuống trước vợ tôi khoảng 15 phút để mà cạo tuyết khỏi xe ô tô. А сегодня так снег зашли много. Và hôm nay tuyết rơi thật là nhiều. Как в России. Như là ở bên Nga đấy. Я смотрю на снег. Tôi nhìn vào tuyết. И сажу в рука такое. Và tôi giơ tay mình ra. И это снег жёг. Và tuyết bông nó rơi xuống vào tay tôi. Я смотрел. Tôi nhìn vào bông tuyết. Только 3 секунды. Chỉ có 3 giây thôi. Исчезли все. Và sau đó nó tan ra hết. То потом ещё новый. Sau đó có một bông tuyết khác đến. Исчезли. Sau đó cũng tan đi. Но я заметил, что. Nhưng mà tôi đã nhận ra. Хотя только 3 секунды. Giàu chỉ có được 3 giây thôi. Но Бог создан их. Nhưng mà Chúa đã tạo dựng nó. Разные совсем. Khác biệt nhau hết. Khác biệt nhau hết. Только для одного секунды. Chỉ cho một giây mà thôi. Но Бог создан их разные. Mà Chúa cũng tạo dựng nó các bông tuyết khác nhau nữa. А ты и я. Vì vậy, anh chị em và tôi. Бог создан для вечной жизни. Ngài đã tạo dựng cho đời đời. Какая красота. Thật là đẹp đẽ phải không? Давай смотри соседу. Chúng ta hãy nhìn người lân cận chúng ta. Это мисс Вселенной. Đây là một cái nhìn mẫu. Đây là hoa hậu thế giới. À, đây là hoa hậu thế giới. Người phụ nữ là hoa hậu thế giới. Amen. Скажи соседу, вы прекрасны. Hãy nói về người lân cận mình. Anh thật là đẹp, em thật là đẹp, chị thật là đẹp. Аллилуйя. Пастор Валера сказал, что проповедь 45 минут это самый успешный. Mục sư nói rằng là ai giảng được 45 phút một bài giảng thì là thật là thành công. Это для тебя. Đối với mục sư đấy. Без переводчика. Mà không có thông dịch ấy. А с переводчиком. Nhưng mà nếu mà có người thông dịch. 90. 90 phút. Слава Богу. Да, я шутник. Tôi đùa phải không? Это дар от Валеры. Đây là ơn từ anh mục sư Valera chuyển sang. Наш Бог, Он сотворит небо и землю.
Đức Chúa Trời chúng ta đã tạo dựng trời và đất. Но не просто так. Nhưng mà không phải như vậy mà thôi đâu. Он такой великий. Ngài thật là vĩ đại. Но чтобы помогать нам. Nhưng mà Ngài giúp chúng ta. Он стал ниже. Để mà Ngài giúp chúng ta được, Ngài phải hạ thấp mình xuống. Он стал реальным для тебя. Ngài thành thực tế cho bạn và tôi. Он не только великий. Ngài không phải vĩ đại mà thôi. Далеко от нас. Xa vời từ chúng ta. Нет. Không. Начало есть слово. Từ ban đầu có lời. Слово было Бога. Лời là Đức Chúa Trời. Слово творит все. Лời mà tạo dựng ra hết thảy. Но слово не там. Nhưng mà lời không phải ở nơi xa. Но слово стал плотью. Nhưng mà lời thành thịt. Слово стал Иисусом. Лời thành Chúa Giêsu. Слово стал человеком. Лời thành con người. Ходил среди нас. Và đã đi ở giữa vòng chúng ta. Жил среди нас. Sống ở trong vòng giữa vòng Говорил chúng ta. Наши языка. Nói những ngôn ngữ của loài người. Он тоже терпел голодом. Ngài cũng bị đói khát. Его били. Cũng bị đánh đòn. Друзья мои. Bạn ơi. Вот именно. Chính. Это великий. Đấy là cái vĩ đại. От Господа. Từ Đức Chúa Trời. Я очень счастливый. Tôi thật là phước hạnh. Потому что мой Иисус, он не герой из сказки. Vì Đức Chúa Trời của tôi không phải là một người không phải là một người anh hùng ở trong một cái câu chuyện cổ tích nào. Однажды я был в Москве. Có một lần tôi đã đến Москва. Это первый год я был там. Cái năm đầu tiên mà tôi đến đây. Когда мне 18 лет. Lúc đấy tôi được 18 tuổi. Это институт, горный институт. Và tôi đã đến организовать такой экскурсию. Và trường đại học họ đã làm một cái đi ngoại giao, ngoại du lịch. Đi du lịch. Tham quan. В мавзолей Ленина. Và họ đã vào lăng Ленин. Меня учили там. Và ở tại đó họ đã dạy cho tôi rằng Ленин жив. Ленин vẫn còn sống. Он только спит. Chỉ ngủ thôi. А я хочу смотреть, как Mà он tôi, спит. Tôi muốn nhìn là ông Ленин ông ngủ như thế nào. И у нас очень длинная очередь. Và chúng tôi sắp hàng thật là dài. Я помню, у нас 13 студенты новые. Chúng tôi nhớ rằng là có 13 người sinh viên mới từ Việt Nam sang. Все по очереди. Và người nào cũng đứng trong một hàng hết. Никто не ругает друг друга. Không ai mắng mỏ người kia. Хотя магазин сильно ругали. Ở như bên ngoài ra cửa hàng thì là cứ chửi nhau suốt. Но в мавзолей. Nhưng mà vào lăng thì là không ai mà mắng chửi ai hết. А мы тогда молодые дни. Chúng tôi lúc đấy còn trẻ tuổi. Золотые дни. Là tuổi trẻ. Okay. Đây là một cái bài gym. Gym. Okay. À, мы так тугое. Thật là bồn chồn. Мы сучили друг друга. Cứ nghịch ngợm không à. Потом мы в мавзолей. Chúng tôi bước vào lăng. А я смотрел на него. Nhìn vào Ленин. Точно он умер. Ông chết mà. Он не спит, он умер. Đâu có ngủ đâu, ông chết mà. Мы начинали говорить. Sao chúng tôi bắt đầu thì thầm với nhau. Ленин умер. Năm Ленин ông chết rồi. Сначала по-вьетнамски. Bắt đầu thì tiếng Việt Nam. Потом по-русски. Sau đó bằng tiếng Nga. Ленин умер. Ленин chết rồi. Не спит, он умер. Không ngủ đâu, ông chết rồi. Милиция говорит, не. Sao công an nói là im. Не сумит. Đừng có làm ồn ào. Ленин спит. Vì ông Ленин đang ngủ. Он жив. Ông sống mà, ông đang ngủ. Да, эта история прошли. Cái chuyện đó đã trôi qua. Через 4 года. Sau đó 4 năm sau. Я уверовал в Иисуса. Tôi tin vào, tôi tiếp nhận Chúa Giêsu, tin vào Chúa Giêsu. Из мафия. Từ một người mà мафи. Я стал верующим в Иисуса. Tôi thành một người tin vào Chúa Giêsu. Я начинал проповедовать профессору. Truyền giảng cho những người giáo viên, giáo sư của тôi. Профессор. Tôi đã bảo giáo sư ơi. Я, ты знаешь, раньше я был. Thầy biết tôi mà. Пьяный. Sai rượu. Я всегда дам тебе конверты, чтобы получить зачет. Luôn luôn hả là kiểu mà cho biếu thư có quà để mà được thi đậu. Я с тобой самогон выпью. Thầy và em cứ uống rượu nặng với нhau. Когда мы на практике в Кавказе мы выпили самогон. Rồi đi thực tập thì là thầy em cứ lăng đùng đó. И даже мы ругали друг друга. Rồi chửi нhau cũng có nữa cơ. Вот, но я уверовал. Nhưng mà bây giờ em tin vào Chúa Giêsu rồi. У меня уже другой жизни. Bây giờ cuộc sống thay đổi rồi. И он мне сказал. Và thầy nói với tôi rằng. Trần. Cười, Trần ơi.
Скоро твоя жена, а тут твоя вера. Sắp tới, được niềm tin của em. Будет мертвым, как моя вера. Cũng sẽ chết như niềm tin của thầy thôi. Я сказал, неужели ты тоже веришь в Иисуса когда-то? Sao tôi hỏi là, ô thầy ơi, thầy cũng tin vào Chúa Giêsu à? Yeah. Không. Я комсомол. Tôi là. Я комсор. Là bí thư. Bí thư. Đã, à, bí thư đoàn. Tôi là bí thư đoàn. Я построил такой Байкал-на-Амуре. Tôi đã. Đường sắt Байкал-на-Амуре. Tôi đã làm cái đường sắt bí thư công việc gì của người. Я даже верю сильнее, чем ты сейчас. Tôi thậm chí còn tin nhiều hơn là bây giờ em tin nữa cơ. Но сейчас уже мертвая. Nhưng mà bây giờ niềm tin đã. Скоро твоя вера мертвая. Thế nên niềm tin của em sắp tới cũng chết luôn. Я смотрю на его глаза. Tôi nhìn vào thầy, nhìn vào mắt thầy. И задал профессору вопрос. Và đặt thầy giáo sư một câu hỏi. Профессор. Chứ giáo sư ơi. А в какого Бога ты веришь? Chứ giáo sư tin vào Chúa nào vậy? Он показал пальцем. Giờ sao ông ấy giơ tay ra? Вот. Đấy. А я поворачиваю вас. Tôi ngước ra phía sau. А, Владимир Ильич Ленин. Đấy là ông Lenin. А я задал ему вопрос. Và tôi đã có hỏi nữa. А где он сейчас? Chứ ông Lenin bây giờ ở đâu vậy? Ты что не знаешь? А thầy hỏi rằng đó chứ cậu không biết à? Мавзолей. Ở trong lăng đấy. А что там делает? Chứ ông làm gì đấy? Потому я уже был там. Tại vì tôi đã đến đó rồi, tôi biết rồi mà. А где он там делал? Chứ ông làm gì trong đấy? Что, ты смеялся со мной? Sao giáo sư bảo là, ơi, đang chế nhạo thầy он à? Он умер. Chết. Там лежал, умер. Ông nằm đó nhưng mà ông chết rồi. Я сказал, профессор. Tôi nói là giáo sư ơi. Вот именно это. Chính vì vậy. Большая разница. Cái đấy là cái khác biệt lớn. Ваша вера мертвая. Vì niềm tin của thầy потому chết. Что ты веришь в мертвый Бог. Vì thầy tin vào đấng chết. А мой Бог Иисус Христос. Nhưng mà Đức Chúa Trời tôi là Chúa Jesus. Он воскрес. Đã sống lại. Он уже воскрес. Đã sống lại. Если он живой. Và nếu Chúa tôi sống. Моя вера. Là niềm tin của tôi. Никогда не мертвая. Không thể chết được. Аминь. Аминь. Amen. Amen. Сегодня какой день? Hôm nay là ngày gì? Почему воскресенье? Tại sao là ngày Chủ nhật? Потому что Иисус воскрес! Vì Chúa Giêsu đã sống lại. Amen. Аллилуйя. Ты устала? У меня есть прекрасная жена. Красивая. Живая тоже. Да. Давай, я хочу отвечать вам вопрос. Tôi muốn trả lời cho anh chị em câu hỏi. Почему нам нужен Бог? Vì sao chúng ta cần Đức Chúa Trời? Это хороший вопрос. Đây là câu hỏi thật là hay phải không? Почему нам нужен Бог? Vì sao chúng ta cần Ngài? Можно живем без Бога или? Có thể chúng ta sống không có Chúa cũng được vậy. Зачем он? Vì sao cần Ngài anh chị? У меня все есть. Tôi có đầy đủ hết. Дом, машина, tôi có nhà, tôi có xe жена, ô tô, tôi có vợ, детей, tôi có con, работа, tôi có công việc. Даже hatfia я tôi тоже часто получил. Hatfia nữa, sẵn lãnh tiền xã hội. Ну зачем Бог? Vì sao tôi cần đến Đức Chúa Trời anh chị? А украинцы не понимают hatfia. Chắc là người Ukraine không hiểu được hatfia đâu. Hatfia это социальная помощь. Cái là hatfia là для человека, который нету работы. Cho không có người mà không có công việc làm. Давай сейчас мы откроем Библию. Bây giờ chúng ta hãy dỡ kinh thánh chúng ta ra. Бытие. Sáng thế ký. Первая глава. Đoạn 1. 11 стих. Câu 11. Если у вас есть Библия, nếu mà anh chị em có kinh thánh. Помоги мне. Hãy giúp tôi. Или я вычитаю, я просто объясню по своим словам. Anh chị em đọc và tôi sẽ nói lại bằng lời của tôi. Библия так говорит. Kinh thánh chép rằng. Бог, он хочет, чтобы дерево растут на земле. Chúa muốn cho ở trên trái đất có cây cối, cây много cối. Много фрукты. Và có nhiều trái cây. Поэтому он сказал земля. Và Chúa đã phán với rằng với đất. Земля. Đất. Дай жизни дерево. Hãy mang sự sống cho cây cối. Ты должна дать жизни капусту. Phải sinh ra cây капуста. Капуста, bắp cải. Bắp cải, phải sinh ra bắp cải. Чтобы украинцы делали борщ. Để cho những người Nga họ làm được món борщ.
И когда Бог приказал землю và такое слово. Ngài đã, ra lệnh cho đất. 12 стих. Câu 12 chép. Земля đất смотрит на Бога. Đã nhìn vào Đức Chúa Trời. Сказал он так. Và nói rằng. Yes, sir. Vâng ạ. И до сих пор. Và tới bây giờ. Земля đất даст жизни фрукты. Vẫn mang ra những cái trái cây hoa quả. Поэтому. Vì vậy. Земля до сих пор. Đất đến bây giờ. Это среда обитания фруктов. Это môi trường sống của cây cối. Đất là môi trường sống của cây cối. До сих пор. Đến bây giờ. Земля. Đất. Это среда. Là môi trường sống. Обитания фруктов. Cho. Овощи. Cho cây cối. Cây cối. Давай смотрим. Chúng ta xem tiếp tục. 20 стих. Câu 20. Господь смотрит море, река. Chúa nhìn vào biển. Там воды течет. Và nước đang chảy. И он сказал. Và Chúa phán rằng. Воды, вода. Nước. Слушай меня. Hãy nghe ta phán. Дай жизни. Phải sanh ra. Рыба. Các vật sống còn cá. И жабам. Và. Ап. Ếch nhái. Ếch nhái. Акулам. Раком. Con ghẹ. А сразу вода, когда слышат от Бога приказ. Và khi nước đã nghe cái mạng lệnh này. Сразу они сказали. Lập tức nước nói rằng. Yes, sir. Vâng ạ. До сих пор. Và đến bây giờ. Вода. Nước. Это среда обитания. Là môi trường cho vật cá. Vật cá. Без воды. Không có nước. Рыбы умирают. Cá sẽ chết đi. Без земля. Không có đất. Ёнка. Cây thông này. Умирают. Sẽ chết. Через 3 дня или qua там. Sau 3 ngày hoặc 4 ngày. 3 недели. Hoặc là 3 tuần nó sẽ chết. Дальше. Tiếp theo. 26 стих. Câu 26. Чтобы человек появился. Con người xuất hiện. Кому Бог сказал? Và Chúa phán với ai? Чтобы иметь капуста. Để có bắp cải. Бог сказал землю. Chúa phán với đất. Чтобы иметь астраханные рыбки. Để có những con cá. Чтобы пиво раньше, ну квас. Бог сказал. Chúa phán. Река. Với lại nước. А чтобы иметь ты. Nhưng mà để các bạn và tôi. Смотри, 26 стих. Anh chị em hãy xem câu 26, Chúa phán với ai? Бог сказал себе. Chúa phán với chính mình. Мы. Chúng ta. Создан. Chúng ta hãy làm. Человека. Con người. Чтобы есть ты и я. Để có bạn và tôi. Чтобы иметь все человечество. Để có các loại Бог người. Бог Chúa. Сказал. Nó phán với chính mình Ngài. Мы. Chúng ta. Мы создаем. Chúng ta sẽ làm ra con người. Подобный как нашему. Giống như mình. Поэтому 27 стих. Vì vậy, 27. Câu 27. Он сделал. Ngài đã tạo dựng con người. Он сказал земля. Ngài đã phán với đất. Он сказал воды. Ngài đã phán với nước. Он сказал себе. Ngài phán với chính mình. Поэтому, друзья мои. Chính vì vậy, anh chị em ơi. Зачем Бог нам нужен? Vì sao chúng ta cần Ngài? Зачем? Vì sao chúng ta cần đến Ngài? Чтобы жить. Để chúng ta sống. Так просто. Rất là đơn giản. Hát phía. Не может không, дать нам жизнь. Không ban cho chúng ta sự sống được. Машина. Auto. Семья. Gia đình. Но только Бог. Không cho chúng ta được, chỉ có Đức Chúa Trời. Amen. Например. Một ví dụ. У пастора Юра. Đây là một sư Юра. Есть такой бассейн. Ông có một cái hồ bơi. Там много рыбы там. Trong đó có nhiều con cá. Красивые рыбы. Thật là đẹp. Но ему нравится квас. Nhưng mà ông thì thích là квас, một cái рыбка, говорит. Ông nhìn vào cá và nói rằng. Золотые рыбки. Ô, con cá vàng ơi. Мне нравится квас. Tôi muốn uống nước квас. Я хочу сделать тебе хороший. Tôi sẽ làm tốt cho con cá. Давай меняем такой плохой вода.
Bây giờ đấy, hãy thay biến cái nước này. Я буду дать тебе квас акочакова. Tôi sẽ cho cá uống nước thay vì nước trắng thì sẽ nước malz, vitamalz, malzbier. Я дам тебе 20 литров квас. Tôi sẽ cho loài cá khoảng 20 lít nước malzbier. Вам хорошо, как мне хорошо. Tôi rất thích uống nước đó. Chắc là cá cũng thích uống nước đó luôn. Друзья мои, các bạn ơi, рыбки умирают. Con cá nó sẽ chết. Amen. Amen. Поэтому можно золото, деньги, доллары. Когда có vàng, có tiền, có bạc. Это хорошо. Nó là tốt. Но жизни они не дадут нам. Nhưng mà đấy không ban cho chúng ta được sự sống. Бог. Chỉ có Chúa. Это среда обитания человека. Là môi trường sống của chúng ta. Бог. Đức Chúa Trời. Это среда обитания человека. Môi trường sống của mọi con người. С ним. Với Ngài. Мы живем. Chúng ta sống. Без него. Không có Ngài. Мы только существуем. Chúng ta chỉ có tồn tại thôi. Amen. Скажи соседу. Hãy nói với người lân cận mình. Это правда. Đây это là истина. Chân lý đấy, chân lý. Ефесянам первая страна, а первая глава. Ефесо. Đoạn 1. 17 стих. Câu 17. Читай. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Stop. Да. Вы по-русски читали уже там? Anh chị em đã đọc tiếng Nga rồi. Апостол Павел он написал такое слово. Phaolô đã có một cái câu. Отче славы. Đức Chúa Trời vinh hiển. Дан вам. Ban cho chúng ta. Дух премудрости. Thần của trí khôn. И дух откровения. Và thần của sự bày tỏ. Чтобы мы познать его больше. Để cho chúng ta nhận biết Ngài nhiều hơn. Слово познание. Cái sự cái lời. Познание sự nhận biết. Это не знать. Không phải là biết thôi. Это не думать. Không phải nghĩ về người đó. Это не стать умнее. Không để trở thành một người khôn ngoan hơn. А это слово познание. Nhưng mà để nhận biết ở trong kinh thánh. Тоже слово Адам познал Еву. Адам ăn ở với vợ mình. Cũng như là cái câu nói rằng là Адам đã ăn ở với vợ mình. Чтобы Каин появился. Và Каин đã sinh ra. Чтобы я познал Богу как от ним. Và tôi nhận biết Ngài. Как одна плоть. Thành một thịt ấy. Это дух премудрости. Đó là thần của sự thần trí khôn. Это дух откровения. Thần của sự bày tỏ. Именно Дух Святой придет к нам. Và Thánh Linh sẽ mở ra cho chúng ta. Он в нас. Thánh Linh ở trong chúng ta. Друзья мои. Và các bạn ơi. 3000 лет назад. Trước đây 3000 năm. Он был такой храм золота. Ngài ở trong cái đền thờ bằng vàng. Я не знаю, сколько миллиард евро, чтобы стратить за это храм Соломона. Mất biết bao nhiêu triệu euro để mà xây dựng một cái đền thờ của Solomon. Очень красивые и дорогие. Thật là đắt tiền và thật là đẹp đẽ. Но наш Бог. Nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta. Он сказал, там скучно. Và nói rằng là ở trong đó скучно, buồn chán. Buồn chán. Я не хочу там. Ta không muốn ở trong đó nữa đâu. И сейчас он выбирал меня и тебя. Và Ngài đã chọn bạn và tôi. Жить там. Sống ở trong đó luôn. Он в нас хорошо. Ông ở Chúa trong chúng ta tốt. Не всегда так. Không phải như vậy thôi đâu, không phải luôn luôn như vậy đâu. Но почему он хочет в нас? Nhưng mà vì sao Ngài muốn ở trong chúng ta? Вот смотри, моя жена. Hãy nhìn vào vợ tôi. Чудесная девушка. Это моя принцесса. Если... Окей, прошу прощения. Если апостол Валера... Nếu mà mục sư Валера... Он создан для меня такой дворец сарая, красивый. Đã xây cho tôi một cái nhà biệt thự thật là đẹp. Где-то 3 миллиарда евро. Ví dụ là với giá trị là 3 triệu euro. И сказал... Và nói rằng...
иди туда, там живи. Ужом, ой, пора, оди, о, там ня, оди. Я сказал, о, спасибо тебе. Тогда сказал, камон, камон, камон. Я хочу за жену, сети туда. Той сэ, ча вэ, той ди кум, ка кон ди кум. Но только без жены. Но мак шу на шанг да, мак шу ва лэнг на, хам, чи ча, ча, ча мак шу хум той. А ты там только один. О, там да, са мак мин. Там золото. О, там да, ка ванг. Там всё есть. Ка дай ду тиен нги. Только без жены. И мак хам, дэм вэ тэо. Я сказал, Валерий. Той сэ ной шанг. Ну, прошу прощения, брат. Слой, бан ой. Я не хочу стать батушкой. То есть, мун хам, хам мун тан ча ко дау. Друзья мои, именно это наш Бог. Чуа chúng ta. Он не хочет там жить. Ngài không muốn sống. Потому что один он. Một mình ở tại đấy. Один раз. Một lần. Встречен одного человека. Один раз. Một lần trong năm có một người đến, có thầy thầy tế lễ đến. Ему плохо. Chúa ngài không thích cái đấy. Он хочет в нас. Ngài muốn sống giữa vòng chúng ta. Чтобы постоянно с нами беседовать. Ngài muốn trò chuyện với chúng ta, ngài muốn có mối quan hệ với chúng ta. Amen. Amen. Дух премудрости и дух откровения. Thần có sự khôn sáng và bày tỏ. Нет, 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 это пример. Окей. Вот смотри. Hãy nhìn xem đây. Это моя пиджак. Đây là cái áo của tôi. Вот. А внутри. Và ở bên trong. Есть что-то, которое Валера очень нужен. Có một cái vật mà mục sư Valera rất là cần. Которую я уже планировал, в Камбодже вообще нету такой. Và tôi đã suy nghĩ rằng ở Campuchia không có những cái quạt này đâu. Чтобы отвечать ему за водное крещение. Tại vì tôi phải trả thù cái phần hôm nọ bắp tem nước bị lạnh quá. Дух откровения. Thần của trí khôn bày tỏ. Это значит открывать. Như là mở cái này ra. То, что уже есть. Để cho chúng ta nhìn thấy cái điều gì đã từng có rồi. Дух откровения. Thần của sự bày tỏ. Это не сделать что-то новое. Không làm cái gì mới. Иисус Христос сказал совершилось. Chúa Jesus nói rằng đã được hoàn thành. 2000 лет назад он уже все сделал. 2000 năm trước đây Chúa đã là hoàn thành hết rồi. И через Петра он сказал, что я дам вам все для этой жизни, силой. Và trong Phi-e-rơ có chép rằng Ngài đã ban chúng ta hết thảy cái gì chúng ta cần ở Но trong cuộc sống này. Но нам нужно дух откровения, чтобы открывать. Chúng ta cần thần của sự bày tỏ để chúng ta mở ra được cái này. Чтобы мы видели это. Để chúng ta nhìn thấy cái vật bên trong. Но Иисус дух премудрости. Nhưng mà thần của sự khôn ngoan. Много людей они висит призвание на груди. Nhiều người họ tra cái bản về cái sự kêu gọi của họ trước ngực. Chúa đã kêu gọi tôi thành một người sứ đồ thật là vĩ đại. Пророк самый великий в мире. Tôi là tiên tri nổi tiếng nhất của thế giới. Церковь огромная в Германии. Tôi có hội thánh lớn nhất ở tại nước Đức. Но дух премудрости у них нету. Nhưng mà họ không có thần của премудрости là gì? Sự khôn ngoan. Дух премудрости это значит способна достать это себе. Thần của sự khôn ngoan sẽ là bày tỏ chúng ta để chúng ta nhận lấy. Чтобы сделать откровение стать реальным. Làm sao thần của sự khôn ngoan sẽ cho cái sự bày tỏ thành thực hiện. Amen. И дальше это апостол Павел он написал. Và tiếp tục ông Phaolô cứ chép tiếp. Открыл глаза духовные. Mở con mắt thuộc linh. Чтобы видеть. Để nhìn thấy. Призывание. Sự kêu gọi. А там есть надежда. Ở trong đó có niềm hy vọng. Открыл глаза духовные. Mở con mắt thuộc linh. Чтобы мы видели богатство. Để chúng ta nhìn thấy cái sự giàu có. Валера, мы очень богаты. Chúng ta rất là giàu có. Amen. Amen. Конечно, если мы так говорим. Nếu mà chúng ta chỉ nói những cái lời đó thôi. Но очень много надо заплатить за это. Nhưng mà chúng ta phải trả tiền rất là nhiều cho cái đạo hội này. А вьетнамская церковь не хочет дать ничего. Mà Hội Thánh Việt Nam không muốn dâng hiến cái gì. Ну какое богатство. Thì có sự giàu có cái gì trong đó. Просто надо отдать. Chỉ có phần đưa thôi. Ты посеешь. Tại vì mình gieo cái gì. Ты пожнёт. Mình sẽ gặt cái đấy. Amen. И третий, открыть глаза духовные. Mở con mắt thuộc linh. Чтобы видеть сила. Để nhìn thấy sức mạnh. Который именно эта сила. Và ở trong cái sức mạnh này. Воскресит Иисуса из мертвых. Cái sức mạnh mà đã
cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Именно это сила в нас сейчас. Và cái sức mạnh đó đấy cũng ở trong chúng ta luôn. Поэтому пробуждение для Иисуса это легко. Vì vậy đối với Chúa Giêsu sự phấn hưng rất là đơn giản. Amen. И последнее слово. Và câu cuối cùng. 23. Câu 23. Я хочу с пастором Валера и все пасторы украинцы здесь. Мы хотим это как реально в нашей жизни. Chúng tôi, mục sư Valera và các mục sư người Nga ở đây, chúng tôi muốn cái điều đó thực hiện ở trong cuộc sống chúng ta. 15 лет назад. Trước đây 15 năm. Бог нас меня учил в этой. Chúa đã dạy cho tôi cái câu này. Вот. Здесь написано так. Ở đây chép rằng. Церковь это тело Его. Hội thánh là thân thể của Ngài. Полнота, наполняющего все во всем. Tức là sự đầy đủ của đấng gồm có mọi sự trong mọi loài. Однажды нам нужно деньги, чтобы печать брошюра раздавать в Вьетнам в Москве. Có một lần ở bên Nga chúng tôi cần tiền để mà in ấn trở lại đơn gửi về Việt Nam. Бесплатно раздавать в Вьетнам в Москве. Giờ để cho chúng tôi phát miễn phí cho những người Việt Nam. Сумма очень много деньги. Cần số trả tiền rất là lớn. Мы не имеем такие большие деньги. Chúng tôi lúc đó không có nhiều tiền. Я при церкви воскресенье сказал. Trước hội thánh ngày chủ nhật tôi đã chia sẻ rằng. Друзья мои. Các bạn ơi. Нам нужна такая сумма. Chúng тоi cần số tiền này nè. Скоро будет Рождество. Sắp tới là Giáng sinh. Чтобы раздавать Вьетнамцам. Chúng ta phải làm những cái giấy thư mời. Но деньги у нас нет. Mà không có tiền đâu. Молись, друзья. Hãy cầu nguyện bạn ơi. Молись, друзья. Các bạn ơi, hãy cầu nguyện. Вот мы молились. Chúng tôi đã cầu nguyện nhiều. После собрания. Và sau buổi nhóm. Одна сестра. Có một người chị em đến. Это корейка. Một người Đài Loan. Triều Tiên. Triều Tiên, một người Triều Tiên đến. Она перед мной. Và trước mặt tôi. Говорит, что я. Nói rằng. Меня зовут Ким. Tôi tên là Ким. Очень рад. Rất là vui gặp я слышал, что у вас есть нужда деньги. Tôi đã nghe rằng là quý vị cần tiền. Я обещаю тебе. Tôi hứa rằng. Дать тебе такой сумма. Sẽ cung cấp số tiền này. Просто иди сделать контракт. Hãy đi vào nhà in mà làm in ấn. Через полтора месяца я буду отдать тебе деньги. Một tháng rưỡi sau tôi sẽ đến và tôi sẽ cho cái số tiền này. Ты знаешь как я? Я вижу, что ангел. Tôi tưởng là cái bà đó là thiên sứ đấy. Это ангел, его зовут Ким. Thiên sứ mà tên là Ким. Я так рад. Tôi thật là vui mừng. Кричу. Следующий день записан, подписан контакт. Liền ngày hôm sau tôi ký lại cái hợp đồng in ấn. Благодарим Бога. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Один месяц. Một tháng trôi qua. Полтора месяца. Tháng rưỡi trôi qua. Два месяца. Hai tháng trôi qua. Ким нету. Bà Ким không xuất hiện. Я попал на такое отчаяние. Tôi rơi vào một cái hoàn cảnh tình trạng hơi khó. Три дня поста молиться. Tôi đã kiên ăn cầu nguyện trong vòng 3 ngày. Я не знаю, сколько тысяч раз Ким называл от моей уста. Tôi không biết rằng là tôi đã cầu nguyện và nêu lên cái tên bà Ким bao nhiêu lần ở trong где Ким? Где Ким? Bà Ким đâu? Bà Ким đâu? Ким ты где? Sao bà không đến? Ты обманывал меня, что ли, Ким? Bà đã lừa tôi phải không? И голос Божий мне сказал. Nhưng mà Đức Chúa Trời phán với tôi rằng. А почему Ким? Tại sao bà Ким? Ким не воскрес. Bà Ким đâu có sống lại đâu. А где имя Иисус? Danh Chúa Giêsu ở đâu vậy? Я слышал, что Ким больше, чем Иисус. Tôi nghe con gọi Ким nhiều hơn là danh Chúa Giêsu. Я сказал, вот, конечно, Иисус выше, чем всех имен. Danh Chúa cao hơn các mọi danh. Я верю, что через Ким ты благословит нас. Con cũng tin rằng là qua bà Ким mà Chúa ngài ban phước chúng con. Он опять сказал, опять Ким. Bà Chúa nói rằng là lần nữa con nêu tên bà Ким lên. И он мне сказал. Bà Chúa phán rằng. Это стих. Câu này nè. Читай. Hãy đọc câu này. А я читал. Tôi đã đọc. Потом он мне задал вопрос. Chúa hỏi tôi rằng. Что такое? Все во всем. Đầy đủ. Mọi sự trong mọi loại có nghĩa là gì? Что такое все во всем? Mọi sự trong mọi loại có nghĩa là gì? Я думал. Tôi suy nghĩ. Я думал, что наш Дух Святой, он строгий учитель. Tôi nghĩ là Thánh Linh là thầy giáo nghiêm khắc. Надо найти какой-то ответ такой мудрый. Phải trả lời một cái câu hỏi, câu trả лời thật là khôn ngoan. Но никак не придумал. Nhưng mà không nghĩ ra được câu trả lời khôn ngoan. Я сказал, я не знаю. Chúa ơi, con không biết.
И он мне сказал. Và Chúa phán rằng. Все во всем. Mọi sự trong mọi loại. Это значит. Nghĩa là. Все во всем. Mọi sự trong mọi loại. Ну так просто. Thật là đơn giản. Все во всем. Mọi sự trong mọi loại. Это значит. Có nghĩa rằng. Все во всем. Mọi sự và trong мọi loại. Я не знаю. Mà tôi không nghĩ ra được. Слово Божье очень простое. Lời Đức Chúa Trời thật là đơn giản. Но мы сложные. Đôi khi chúng ta làm cho nó phức tạp đi. Потом он объяснил. Và Chúa giải thích cho tôi. Тело мое. Thân thể của ta. Это церковь. Là hội thánh. Местная церковь. Địa phương. Это тело мое. Đây là thân thể của ta. Там все есть. Ở trong đó cái đầy đủ hết. Все во всем. Mọi sự trong mọi loại. Там есть дары пастора. Trong đó có ơn mục sư. Пророк. Có tinh tri, миссионера, có người giáo sĩ, и даже деньги. Và thậm chí cũng có tiền luôn. Я сказал, ну, конечно, ну как? Chúa ơi, nhưng mà за что деньги от Ким, mà как? Nhưng mà tiền từ bà Ким như thế nào bây giờ? И он мне сказал. Và Chúa phán tôi rằng. Воскресенье. Ngày Chủ nhật. Читай этот стих. Con hãy đọc cái câu này. И говори церкви. Và nói với hội thánh rằng. Принеси деньги. Hãy mang tiền đến. Отдай. Và hãy dâng cho Ngài. Верь в это слово. Hãy tin vào cái câu này. Читай им. Hãy đọc cho họ nghe. Объясни им. Hãy giải thích cho họ. Как ты сегодня получил? Con hôm nay đã nhận từ ta như thế nào? И просто скажи. Và hãy đơn giản mà нói. Следующее воскресенье. Ngày trên tuần sau. С собой деньги. Hãy mang theo tiền của mình. Отдай Богу. Và dâng lên cho Ngài. Я амен. Амен. Tôi амен liền. Я так сделал. Tôi đã làm như vậy. Но потом я считал. Sau đó thì tôi đếm lại, đếm tiền lại. Я пастор. Tôi là mục sư. Самый любящий Бога. Mà yêu mến Đức Chúa Trời nhất. Я буду дать ему 20 долларов. Tôi sẽ cho Chúa 20 đô. А остальные 17 человек. Còn 17 người khác trong mọi thánh. О, никак. Ờ, tôi không nghĩ. Деньги еще не хватает. Tiền cũng không đủ nữa, tuy mà tôi là mục sư. Это трудно верить. Mà ban hại cho hai được, cho được 20 đồng. Но воскресенье. Nhưng mà ngày Chủ nhật. Мы получим пожертвование. Chúng tôi đã dâng hiến. Я вижу кассира лицо. Và tôi nhìn thấy cái mặt của cái người thú quỷ. Он побежал ко мне. Chạy đến với tôi. Я нету деньги, да? Tôi không đủ tiền phải không? Không đủ tiền. Что-то твое лицо. Нету. Sao mặt căng thẳng thế? Не хватает. Không đủ à? Он нет. Không. Наоборот. Ngược lại. Три раза больше. Ba lần hơn cần dùng. Я сказал, ну как это? Làm sao được? Поэтому, друзья мои, vì vậy, các bạn ơi, до сих пор, đến bây giờ, 15 лет уже прошли, được 15 năm rồi, Ким никогда не видел. Bà Ким chưa bao giờ, không xuất hiện nữa, tôi không gặp lại. Но Иисус Христос, nhưng mà Chúa Jesus Christ, Он помогал мне, Ngài đã giúp tôi, до сих пор, đến bây giờ. Аллилуйя! Аллилуйя! Еще сколько минут, еще? Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa, mục sư ơi? Одни, один минута. Chỉ cần một phút nữa thôi. Вы еще хотите слышать? Кому nghe nữa không? Просто если вы устали, скажи мне, я. Nếu mà chị em mệt thì là cho tôi biết nhé. Окей. Я служит Богу в позиции пастора. Tôi phục vụ Chúa trong cái cương vị là mục sư. Я думал, что Бог дал мне дар, как апостол Павел. Tôi tưởng rằng Chúa ban ơn tôi là như là Phaolô. Не надо жениться. Không cần lấy vợ. Много проблем. Có nhiều vấn đề lắm. Только я один. Chỉ tôi với Chúa thôi. Свободен. Thì tự được tự do. Но потом церковь развивать. Sau đó hội thánh phát triển. 340 человек. 30-40 người. В Москве. Ở tại Москва. Я один служит Богу. Tôi một mình học với Chúa. Наивный. Rất là ngây thơ. Но красивый. Nhưng mà đẹp trai. Но, конечно, не красивый, как сейчас. Tất nhiên không đẹp trai như bây giờ. Bây giờ tôi đẹp trai hơn. И много людей покаялись. Nhiều người đã tin nhận Chúa. Однажды. Và có một ngày. Одна сестра ко мне. Một người phụ nữ đến với tôi. Сказала, пастор. Nói rằng, mục sư ơi. Трудно сказать тебе. Khó nói, mục sư lắm. Я сказал, ну скажи. Thì cứ bảo, chỉ cứ việc nói đi. Но Бог мне сказал. Nhưng mà Chúa nói với em rằng. Но мне трудно. А так ngại quá. Ну скажи. Hãy nói đi. Ну скажи, что? Hãy nói đi, cái vấn đề gì? Но Бог мне сказал. Và Chúa phán. Ты. Anh. Мой муж. Chồng của tôi. Я сказал, ну почему не мне? Tôi hỏi với chị đó là, sao Chúa không phán với tôi vậy ha? Но надо время, чтобы я буду молиться. Tôi sẽ lấy thời gian để cầu nguyện. Через несколько времени. Sau một thời gian. Другая.
chị em khác đến. Buộc Chúa sẽ сказал. Cũng Chúa được Chúa phán. Ты мой муж. Là tôi là vợ chồng của người đấy. Я сказал, сейчас я с кем сейчас? Tôi nghĩ là bây giờ lấy ai bây giờ từ Chúa hết. Из Кривый Рог. Từ Кривый Рог. Одна сестра. Có một người chị em đến. Тоже. Cũng nói như 18 vậy. 18 năm trước đây. Бог сказал. Chúa phán. Ты мой муж. Anh là chồng của em đấy. Я не понимаю, почему так. Chả hiểu vì sao mà như thế. Потом понял. Sau đó tôi mới nhận ra. Я должен измениться. Tôi cần thay đổi. Во, даже время я чувствую такое, нужна жена. Thậm chí là tôi cũng có cảm giác là tôi cần một người vợ. Вечером приехал домой. Tối về nhà. Пустая комната. Phòng trống không. Холодильник пустой. Mở tủ lạnh ra cũng không có đồ ăn gì. Кровать пустая. Dỡ giường ra không ạ, cũng không có ai. Я начинаю молиться Богу. Tôi bắt đầu cầu nguyện Chúa. Господь, дай жену. Chúa ơi, ban cho con người vợ. Дай жену. Ban cho con người vợ. Дай жену. Ban cho con người vợ. Два месяца я так молился. Tôi đã cầu nguyện được 2 tháng như vậy. Нету ответ. Không có sự câu trả lời nào từ Chúa. Однажды я молился. Có một lần tôi cầu nguyện. Господь, почему ты не отвечал? Chúa ơi, tại sao ngài không trả lời cho con ạ? Даже каждый месяц один раз я просто молился за это. Thậm chí là tôi còn kiến ăn cho cái việc này nữa. Бог мне сказал. Mà Chúa nói với tôi rằng. Ты задай мне вопрос. Con đặt câu hỏi cho ta. Жену. Ban cho con người vợ. Но какую? Nhưng người vợ nào? Con có không nói cho ta biết. Если я дам тебе 80 лет, бабушка, ты... Nếu mà bây giờ ta ban cho con một người phụ nữ 80 tuổi, con có thích không? Надо именно какой ты хочешь. Con cần nói cho ta biết là con muốn người vợ như thế nào. В это время я попал книга Ам Дзянги Чо тоже. Lúc đó tôi thì đọc cái quyển sách của Ам Дзянги Чо. И поддерживать от моей веры. Được niềm tin tôi được lớn lên. Я начинал с Господа молиться. Tôi bắt đầu cầu nguyện với Chúa rằng. Я смотрел в мои призвания от Бога. Tôi xem lại cái sự kêu gọi tôi có từ Chúa. Из-за этого моего призвания я смотрю моя жена будущей какая. Từ cái sự kêu gọi đó mà tôi ước mơ một người vợ như thế nào. Я попросил Бога дать мне мудрость. Cần tôi cầu nguyện Chúa ơi cho con sự khôn ngoan để con lựa chọn được một người vợ đúng. Дух откровения. Và ban cho con thần của sự bày tỏ ra. И Бог мне дал 10 пунктов. Và Chúa cho tôi chọn được 10 cái điểm. Какая она. Người vợ tôi là như thế nào? Я написал, написал. Tôi ghi chép lại фотокопии hết. Делал. Tôi đã photocopy nhiều lắm. Клей. Sáng các nơi, các tường. Особенно перед зеркало. Nhất là trên гương tôi cũng dán lên. Сейчас мне не нужен зеркало, волос нету, но там. Bây giờ tôi không cần gương nữa, tóc rồi không cần gương, nhưng mà lúc đó tôi cần. Тогда у меня lúc есть. Lúc đó. Я всегда смотрю на это. Tôi luôn nhìn vào гương. Будет жена. Sẽ có vợ. Она уже есть. Có người đó rồi. Но где-то я еще не знаю. Người đó đang ở đâu đấy, chưa tìm Приди, ra. Жена! Приди, жена! Vợ hãy đến. И много членов церкви, они были у нас в гостях. Nhiều người ở trong hội thánh tôi đến thăm tôi. Смотрел на эти. Nhìn thấy cái photocopy đấy. Так они смеялись. Họ đã cười chế tôi lắm. Я сказал, пусть смеялись. Tôi nói là cái việc đấy cho họ chế tôi. Я держу это до конца. Tôi sẽ nắm được điều này đến cuối Я cùng. Я верю в это. Tôi tin vào những điều này. Да. Через несколько лет. Sau mấy năm đó. Я на Германии на конференции. Tôi đến đại hội ở bên Đức. Я проповедовал. Tôi đã giảng. Сильным. Thật là mạnh mẽ. Одна сестра. Và có một người chị em. Играл пианино. Chơi piano. А я не думал о ней. Tôi không nghĩ về người đó đâu. Только 7 дней в Германии. Tại vì tôi được visa được 7 ngày thôi mà. Как я мог найти жену в Германии? Có thể tìm một người vợ trong vòng 7 ngày như thế nào được? Однажды. Và một lần. Из Франции приехал обратно в Германию. Đi từ Pháp về Đức trở lại. Она водит машину. Người đó lái xe auto. Я рядом сидит. Tôi ngồi bên cạnh. Папа, мама и bố мẹ cô đó ngồi phía sau. И семья там. Я сидел и после два проповеди я сильно устал. Và sau khi bài buổi giảng tôi rất là mệt, tôi nghỉ muốn так nghỉ hơi. Уснул. Tôi gục mắt đi. Вдруг. Và thình lình. Бог открыл мне глаза. Chúa mở mắt tôi ra. Это называется дух откровения. Thần sự mở bày tỏ ra. Я вдруг, и он мне сказал, và tôi, thì lên tôi nói rằng, может быть, это моя жена? Có thể đây là vợ của tôi không? Здесь пункты, там два внешних. Trong 10 cái điểm mà tôi có 2 điểm về ngoại hình. А 8 это духовный. Và 8 điểm về thuộc linh. 2 это внешний. Nhưng mà 2 điểm về thuộc hệ первый ngoài. Это длинный волос. Tóc phải dài.
Второй. Thứ nhì. Рост это 1.60 м. Cao mét 1.6 м. Вы задам вопрос, почему? Anh chị em hỏi tôi vì sao những cái này, tôi cũng chả biết đâu. Я так. Tôi như vậy đấy. Tôi thích như vậy đấy. 1.60 м. 1.60 м. Я уснул и сразу. Tôi bắt đầu tỉnh dậy, tỉnh ngủ. Я задам вопрос. Tôi hỏi rằng. Tiên. Thúy Tiên ơi. Рост у тебя какой? Cao mét mấy đấy? Она сказала мне. Và Thúy Tiên trả lời là. 1.62 м с туфли. 1.62 м với đôi giày. Но без туфли сколько? Chứ không mang giày thì bao nhiêu? Она сказала. Và vợ Thúy Tiên trả lời. 1.60 м. 1.6 м. Точно. Đúng rồi đấy. Вот. Это она. Tôi đây. Друзья мои. Các bạn ơi. Наш Бог Бог реальный. Đức Chúa Trời chúng ta, Đức Chúa Trời thực tế. Наш Бог это не кусочек земля или железо или там золото, а не золотой идол. Đức Chúa Trời chúng ta không phải là một cái cục đất hay là một cái bằng gỗ bằng sắt gì mà người ta tạo ra. Những cái thần đó, những cái cục đó có mắt nhưng mà không nhìn thấy được. Они имеют ухо, но не слышат. Có tai nhưng mà không nghe được. Но наш Бог. Mà Đức Chúa Trời chúng ta. Он создал нам и тебе. Đã tạo dựng. Глаза, чтобы видеть детей. Có mắt để mà nhìn thấy con. Ухо. Có tai. Наши слушают детей, наши кричат. Để nghe được tiếng con mình khóc. У нашего Бога тоже есть такие, как у нас. Và Chúa chúng ta cũng có như là chúng ta có ở đây. И он отвечает. Và Ngài trả lời lời cầu nguyện. Amen. Последняя история, потом закончить молиться. Một câu chuyện cuối cùng, sau đó tôi sẽ kết thúc. После этого события 8 месяцев. Sau đó thì chúng tôi у нас была свадьба. Sau 8 tháng thì chúng tôi lấy nhau. Это ровно 8 лет. Và đúng 8 năm. После уверовал. Sau khi tôi tin nhận Chúa Giêsu. Я стал мужем. Tôi thành chồng. И она стала моей женой. Và đây là vợ của tôi. Как я обещал Богу. Và như после tôi покаяния. Và như tôi đã hứa với Đức Chúa Trời sau khi tôi tiếp nhận Chúa Giêsu. Молодежь. Vì vậy hãy bạn thanh niên trẻ hãy nghe tôi nói. Смотри на меня. Hãy nhìn vào tôi. Делай как я, делай как я. Hãy làm theo tôi, hãy làm theo tôi. У Бога есть чудесная жена для вас. Chúa ngài cũng đã dành riêng một người vợ tuyệt vời cho bạn. У Бога есть чудесный муж для вас. Có một người chồng tuyệt vời cho bạn. Но просто вы. Nhưng mà bạn. Должны заплатить за это цену. Phải trả giá. После покаяния. Và sau khi tôi tiếp nhận Chúa Giêsu. Я дал Богу обет. Tôi đã cho lời hứa. Обетование. Tôi đã hứa nguyện với ngài. Господь. Chúa ơi. Ты знаешь меня больше, чем даже я себе знаю. Ngài biết con còn hơn con biết chính mình. Храни меня. Ngài hãy bảo vệ con. Дай мне силу. Ngài hãy ban cho con sức. Я не буду гулять с кем-то девушкой. Con sẽ không đi chơi với một người phụ nữ nào. Я не буду спать с кем-то, если это не моя жена. Con sẽ không ngủ với người phụ nữ nào nếu mà không phải vợ. Потому что моя семья от тебе будет чудесная. Tại vì gia đình của con từ ngài sẽ thật là tuyệt vời. Только помоги мне. Ngài hãy giúp con. Да, Бог мне помогал. Chúa đã giúp tôi. Я знал себе. Tôi đã đợi. Это Бог мне помогал. Và Chúa ngài đã giúp tôi. Вот после свадьбы. Sau khi cưới nhau, мы делали план медовый месяц. Chúng tôi đã lên chương trình đi tuần trăng mật. У нас есть время в Марсей, Южной Франции. Chúng tôi đã đi xuống đi Pháp chơi. Там Нис, Каннес, Монако. Монако, Нис, Канн, Марсей. Однажды вечером. Và một buổi tối. Я купался. Tôi đã tắm xong. Вдруг. Thình lình. Что-то моей груди вправо. Tôi nhìn thấy ngực tôi nó bị đau. Я проверял. Tôi đã kiểm tra. Такой опухоль. Có một khối u. Я раньше не заметил. Trước đây tôi không để ý. А утром другой день больше. Ngày hôm sau nó to ra một chút. Недели там больше. Sau một tuần ở đây nó càng to hơn nữa. Даже я одевал нижнее белье там. Больно у меня. Thậm chí mặc áo lót vào nó cũng bị đau. Моя жена проверяла. Vợ tôi đã kiểm tra. Говорит, о, và нói. Anh ơi. Надо в больницу. Cái này là mình phải đi vào kiểm tra và viện. Что с тобой? Có cái gì đấy? А я лежал. Tôi nằm ở đấy. Моя жена спит.
Vợ tôi thì lúc đấy ngủ. Дьявол послал мне. Ma quỷ. 8 лет. Đã nói với tôi rằng là 8 ты năm. Ждал. Mày đợi người vợ. А сейчас рак. Và bây giờ đấy ung thư đấy. Умрёшь ты. Sắp tới là chết đấy. Молодая жена. Đấy vợ trẻ thành quá đấy. Для кого? Cho ai bây giờ? Скоро ты умрёшь. Sắp tới mày chết. Đấy. Жена твоя. Vợ mày. Молодая. Còn trẻ. Кому отдать? Cho ai bây giờ? Cho ai bây giờ? Để dành cho ai bây giờ? Ok. Nha. Nha. Все хорошо. Mọi việc tốt đẹp. Мысли хорошо. Но, suy nghĩ tốt đẹp, но только когда ситуация плохо. Nhưng mà khi mà hoàn cảnh khó khăn đến. Очень много негативные мышления. Nhiều cái tư tưởng xấu tồi tệ đến. Вот. Чем дальше так не, я не мог терпеть дальше. Thậm chí tôi cũng không cần chịu đựng thêm được nữa. Я не мог сказать ей. Cũng không nói với vợ được nữa. Что мне надо делать? Bây giờ không biết phải làm cái gì bây giờ. Я бегу к Богу. Tôi đã chạy đến với Chúa. Тот, который выше, чем всех имен. Mà đấng cao hơn. Я молюсь Богу. Cao nhất và tôi cầu nguyện với Chúa. Господь. Chúa ơi. Что такое за это? Đây là cái ung thư gì đấy? Умру ли я? Con phải chết, con sẽ chết à? И Иисус открыл мне глаза. Chúa Ngài đã mở cái mắt tôi ra. Он открыл мне 8 лет до этого. Và cho tôi nhìn thấy 8 năm trước đấy. В стадион Динамо Киев. Tôi đã đến стадион ở tại Kiev. Когда Рихард Бонке проповедовал Lúc там. Lúc đó, Рихард Бонке đến đó và truyền giảng. 3 дня я был там. Trong vòng 3 ngày đầu hội tôi đã đến đó. Я задал ему вопрос. Và tôi đã đặt Chúa câu hỏi rằng. Господь. Chúa ơi. Такой Рихард Бонке. Như Рихард Бонке bây giờ. А такой чан ты можешь использовать для Вьетнама или нет? Ngài có thể dùng một người trâm ân hùng như vậy cho Việt Nam không? После 3 дня. Sau 3 ngày. Бог меня открыл Chúa Ngài глаза. Đã mở mắt của tôi. Стадион. Nhìn thấy một cái đại hội. Много людей, разные народы. Một cái стадион, một cái sân vận động. Кто-то там проповедовал. Nhiều người trong đó và các ai đã giảng. Я вижу там. Và tôi nhìn thấy. Это я там. Chính tôi đứng đó giảng. Много людей получили Nhiều исцеление. Nhận được sự chữa lành. И Бог сказал мне. Và Chúa nói với tôi rằng. Это ты. Chính con đấy. Ты будешь так делать. Con sẽ được như vậy. Я рад за вас. Tôi rất là vui mừng. Бог мне открыл. Chúa Ngài đã mở. Когда медовый месяц. Mở mắt cho tôi nhớ lại cái điều đó. Hôm đi tuần trăng mật. Я призывал тебя. Ta đã kêu gọi con. Ты не умрешь. Con sẽ không chết. Если ты еще не делал это. Nếu con chưa làm cái gì ta kêu gọi ты con. Ты не можешь умирать. Thì con sẽ không thể chết được. Даже ты хочешь, я не разрешаю тебе. Con không cho phép nữa. Я так рад. Tôi rất là vui mừng. Хотя так больно. Дал, дал, bị cái này bị đau. Я сказал ей, эй. Tôi nói vợ tôi rằng. Не надо к врачу. Chả cần đi bác sĩ gì đâu. Не надо. Cũng chả cần đi bệnh viện. Вы знаете почему? Bà biết sao không? У меня страховая нет. Lúc đấy tôi không có bảo hiểm ở bệnh viện. Дорого очень. Trả tiền rất là nhiều. Поэтому зачем? Vì vậy sao cần đi chi? Мне нужно жить там в Москве. Tôi còn về Nga ở tiếp nữa mà. Мы продолжаем молиться. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện. 4 месяца здесь. Sau đó về. Мы приехали в Москву. Sau đó về Nga ở. Опухоль. Cái khối u này. Это не исчезает. Không có cái gì thay đổi hết. Больше, больше. Vẫn thành to lên. Но это ничего. Mà không vấn đề gì đâu. Я делю жену возлагаю руки. Vợ tôi đặt tay. Молись. Cầu nguyện. Ты помнишь, да? Да. Я. Каждое утро мы смотрим в зеркало. Đứng trước gương. Голый. Thật ra mạnh dạn. Смотрю. Нhìn vào такой, cái khối u. Это враг мой. Đây là kẻ thù của tôi đấy. Я смотрю на эти опухоли. Nhìn vào cái khối u đó. Дьявол! Ma quỷ ơi! Это опухоль. Cái khối u này. Ты не имеешь права в моей груди. Là mày làm người ta không được phép. Это место. Cái для моего сына потом. Cho con trai tôi nằm. Ты понимаешь? Мой сын всегда лежит в моей... Tại vì con trai тôi luôn luôn thích нằm yes. ở trên ngực tôi. Spot. Это не ты. Không phải ma quỷ đâu nha. А для моего сына. Mà cái này chỗ cho con trai của tôi. Ôi gì vậy? Hãy đi đi. Ok, hãy đi đi. Да, но это не уменьшаться потом. Sau đó thì tôi không để ý nữa. Но борьба продолжает. Благодарит Бога. Nhưng mà hãy tiếp tục cảm ơn, cảm tạ Chúa. Слава Богу. Và cảm ơn Chúa. Бог верен.
Chúa Ngài thành tín. Хотя мы иногда сомневаться. Rồi chúng ta đôi khi còn lay chuyển. Ты думаешь, что у меня нету сомнения? Bạn nghĩ rằng là tôi không có bị lay động mà. Много. Nhiều lắm. Но призвание. Nhưng mà sự kêu gọi. А в нем есть надежда. Ở trong đó cái niềm hy vọng. Надежда в призвание. Và niềm hy vọng ở trong sự kêu gọi. Будет помогать тебе. Sẽ giúp đỡ bạn. Друзья мои. Các bạn ơi. Просто моя проповедь закончится сейчас. Cái bài giảng tôi sẽ kết thúc ở đây. Я только хочу вам сказать. Tôi chỉ muốn nói với anh chị em hiểu. Нас Бог живой. Đức Chúa Trời chúng ta, Đức Chúa Trời sống. Первый. Thứ nhất. Нам нужен Бог. Chúng ta cần đến Chúa. Второй. Thứ nhì. Нам нужен. Chúng ta. Нам нужна вера в Него. Chúng ta cần đức tin vào Ngài. Не только нужен Он. Chúng ta chỉ không phải cần Ngài mà но thôi. Но еще вера в Нем. Chúng ta cần đức tin vào чтобы Ngài. Мы можем победить мир. Để chúng ta chiến thắng được thế gian. Пусть Бог благословит вас. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Amen. Amen. Вставайте. Hãy đứng dậy.